Ấy lai hơn nó. Trong bằng căn. Ở trong còn có nhà à chú? Thank you.
Ngày mai đấy là chú nhá, cháu đi về ạ. Không nhớ mặt.
chỉ cần thôi. Bảy hay là uống đi thôi.
không vậy thôi. Cái này chắc tên chết xịt. Tuần này chị mới đi thôi. Thấy bằng này rồi không cốt này. Đẹp này cơ mà thấy chưa lưới đó chạy nối tôm nào đâu con tôm nào ở đây đó.
Bác đem lên áo thả áo trên này mà. Mít khai à? Khai cơ tư. Tôi lại cậy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Thank you.
Con này vẫn còn thở mang. Ừ, nhưng mà con này có phải cùng như con này không? Dạ, con này tùy lấy con nào lấy. Hai con điện thoại cũ hỏng bán đi. Điện thoại cũ hỏng bán nào? Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến, thuốc rán, thuốc mối, thuốc mê bỏ chó đây. Ai đây bác của cháu cũng không đấy. Quần tẩy lòng mấy lần, nước tẩy trắng quần áo nào? Cháu tên là gì? Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến, thuốc rán, điện thoại cũ hỏng bán nào? Ai mua dép cao su, mua võng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc kiến? Em sẽ tạo tổng giá hết. Em cần tính công nghệ cao. Dạ, mua. Tất cả các loại giấy tờ. Để đẹp, không bị phụ nữ. Chúng tôi chưa đem đẹp các loại chìa khóa khác. Hai, các chìa khóa đây. Cái này nhá. Mẹ không được.
luôn. Ờ, cá mè không đây ông ơi. Cua bóng, cao bấy chuột, cao bấy chuột rẻ, thuốc chiến, thuốc rán, thuốc khối, thuốc mê bỏ chó ra. Hai cái thuốc cuốn, thuốc mê bỏ chó ra. Hai cái thuốc cuốn, thuốc sông sấu, thải lồng bánh rằn, nước sẻ trắng quần áo nào. Hai cái thuốc vàng, thu hỏng, bánh đi, thu hỏng, thu hỏng. Mua bóng, treo bẫy chuột, treo bẫy chim sẻ, thuốc chiến, thuốc rán, thuốc mối, thuốc mê bỏ chó đây. Một tẩy lồng máy giặt, nước tẩy trắng quần áo nào. Hai con điện thoại cũ hỏng bán đi, điện thoại cũ hỏng bán nào. Cho mượn cái túi nhá, tí giá. Cái này cô chưa? Cô rồi.
được căn giấy lá. Ừ. Thế thằng ừ. Chơi này. Ok. Vâng. Mượn đi. Cứ làm nhé. Anh không dùng thang. Vâng, vâng. Nào. Thank you.
Anh mỗi năm bán cái này được bao nhiêu tiền? Cành to quá không bật được thật. Nặng quá đi. Cành to ấy. Cái này này, cháu lấy cái này này, cháu quay cái đặc sản, cái bánh như cô giới thiệu cho nhà ta nó to, à, cả lai nó to, nó tròn.
2 trứng ạ. Thôi được không? Chạy cho luôn. Không được mà mình đàn ông làm phiến. Mất tiền mua 5.000 bán 10.000 được rồi. Biết bây giờ quen chả biết bạn nào ra bán. Bác của nó không bán chẳng lấy bạn luôn. Em ơi vải vải bán thế nào em ơi, vải bán nào em ơi. Thế chú này. Cũng 20 hết rồi. Một cân được vào 3 điếu. Thế thôi, một cân thôi. Như thế là thả một cân. Rồi mày ăn thì ngâm đẩy chợ. Không cả. Như là bên kia đầy đỏ rồi cả. Cái đủ bình nhá. Chưa lông cho. Bốn quả một cân.
thấu quả đấy anh ạ. Nhiều nước so với măng này. Người ta mua, ta cứ bóp, mình mua lại, cứ bóp, em bóp, 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 bóp thì đúng cho bóp. Hương dân bóp, sao không mua của anh cho em bóp. Cho bóp thoải mái, bóp chỗ nào cũng được. Nếu ông bà từng vụt nó nha, nó dễ ta.
phá số quậy bà mày kìa. Rồi. Tốt hơn không? Anh này này. Bà lui sát lắm. Sát quá nè. Bảo cho gắp cho Bảo một miếng nhá. Thế là con sẽ là con khác. Nên cũng ăn đi. Nên anh giỏi thôi. Đấy, anh giỏi như anh Bảo ấy. Con cắn thử luôn. Đấy, Bảo anh Bảo giỏi. Bố ăn thầm mấy chuyện cho ngày mai nó đi học. Con phải đi rồi đấy. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nội đâu, về đây nào. Về đây ngồi đây. Đây, mẹ múc cho ăn nhá. Trời ơi, ngon lắm. Múc cho ngon. Trời ơi, ghê, ngon thế. Là ăn chè. Bố ăn bát này đây. Bố một bát kìa. Ăn đôi. Xin mời, xin mời. Vâng, đây. Đây. Đây của bà đấy. Ăn đi, múc được một bát ăn đi. Ngon nhá. Nhiều đá quá đi, bà không ăn nữa. Nước ấy. Trẻ ra, định trẻ ra không? Trẻ đâu, đang đi ăn như cả bên này. Thank you.
Ủa? 50.000 thôi.
chọn lấy túi khác vô thành phố.
Đấy, xem đây này. Xem đây kia nó cạn này. Nô. Lùi lùi về một tí nữa. Từ chỗ này thì nó thành không? Ừ, đây. Thank you.
Kiếp. Để hai bên. Thank you.
mỗi chân sâu tôi được thạch thì hả? Bên này này, đấy ngồi bên Bảo này ngon quá nhé, đấy lấy sữa vào, ngon quá.
Đây mẹ lấy lấy nha. Lấy đá này. Nóng thì ăn đá này. Quái thảo đường đối nghèo chỉ có nhé. Mẹ cấy đi. Mà chứ là cầu kỳ chứ là vua khơi trẻ nè, bất vả. Thôi hết thôi, thôi chứ cạnh cạnh cạnh. Áo mờ. Đúng rồi. Lo mờ cứ anh đi. Ừ. Mà anh đi. Ăn bánh tứ. Mình gái mau có thứ để ăn cải lắm. Thế nào bố mọi người thế nào? Mỗi mì bàn. Hai bọn em lại đi làm ra. Cười đó, cười hả phần. Ôi ơi. Nguyên tắc cũng nên là đâu rồi nhỉ? 8 giờ ra rồi. Thôi chai tôi luôn, mắt chờ tóc kín đâu. Mặt hả? Ôi, mình nhìn hả nè. Mặt hả? Mặt hả? Thank you.
Thấy anh Hiếu nhắn tin cho em là em nghĩ là chắc là
Chuyện đâu đi chuyện mà không chuyện đầu tiên nó tính sau thế thôi nhanh gặp kim thì kim cho lấy từ trên xuống dưới thôi nhá. Em cho nó dập nó. Dạ em lấy rồi. Ở trên cao xuống anh. Xuống nó dập hết rồi không? Vâng. Em không có túi đỏ chỉ thấy túi xanh á. Sâu đấy. Coi này em lấy trên cây cao ấy. Nó còn chửi mẹ kia. Đấy. Nó còn chửi mẹ kiến. Ngon mà anh. Chua đâu mà chua. Cô chọn đi. Quả to ngọt mà cô. Hôm qua cháu lấy mùi từ trên cây cao xuống ấy, ném nó. Quả to. Đây cô, quả này ngọt lắm nhá. Các bà thương là về với con ngay. Ngày mai con xin nhá. Mày đợi nhá, mai mua món nhá. À, tùy từng cái bà ơi. Quả sâu à? Cháu không có túi bé đấy. Đấy, phải con. Yeah.
Đi chín nước nữa mà. Để luôn đấy. Thank you.
Ngọt bạn. Ăn được mà. Đây quầy luôn. Đây có. Thì mấy tối hôm nay sẽ sửa anh cho buổi sức. Lâu trước về tranh thủ cho đi chụp ảnh. Một người là cỡ. Một sai hai rồi.
tự nhiên. Em bán rẻ hơn chị khác mà chị. Hơn hơn. Hai quả.
quả ngọt từ luôn. Được lâu hơn nhỉ, bắt độ mềm chắc làm được đông rồi bác. 2 cân 4 bác. Chè gai thôi. Chè gai ấy. Đấy, cái này nhá. Vâng, con cho con to. Bằng này nhá. Làm thế để xe đến đâu. Nhà Xuân 6. Được rồi. Được rồi, 2 cân anh ạ. Dòng này đang tính đứa nào đây? Đấy. Hôm nay được nghỉ anh. Tôi trật tự vệ, buổi sáng nay gặp là đây đi trật tự vệ đấy. Làm nói cái gì? Đã? Em nói cái gì nhỉ? Không biết được, em cũng chịu. Phá đồ vừa hết việc đi phá đồ có mọc đầy em cứ chặt thôi, cái nào cũng chặt, cái nào đẹp chặt đi.
chặt cái này. Hả? Nào không chặt, anh chặt đi, chặt bên kia đi, em hiểu không? Không người mấy mồm. Anh lấy thủng đâu? Không thủng. Thank you.
lấy thước gần đó này được. Được rồi, thế là được rồi. Cái này hơi nhiều đá. Chôn một cái đây xem nó đều nhau. Chôn đi. Thử. Thì em cũng chôn bây giờ. Đều nhau cho nó bằng đồng. Ờ, tí cho nó tắm nhá. Cho đang bởi vì không có ai chế em lên ạ. Cho nhiều đất vào đất nó lún ấy. Cái này lún hết rồi. Thank you.
Thank you.
Hãy
Ô, Hương ơi, bắt được con cá này. Con cá gì đấy? Cá trôi. Món gì được nhỉ? Mổ đi phải làm. Món gì?